Xin chào các bạn. Đây là cái góc phòng khách ban công chung cư của mình nhá. Thường các cái phòng khách ở chung cư nó hay có cái lô ra. Đấy, chúng ta gọi là lô ra cũng được mà gọi là ban công chung cư cũng được. Thì nếu mà các bạn mà trồng hoa giấy thì rất là đẹp. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn cái cách để mà trồng hoa giấy ở trên chung cư, làm sao cho nó vừa đẹp vừa khỏe, hoa nhiều, dễ làm cho những bạn mà bắt đầu mới làm nhé. Đây, để cho các bạn ngắm từ trong phòng khách của mình đây. Thì trong phòng khách là ra lô ra ban công chung cư đây. Đấy, các bạn nhìn đấy, cái cây hoa giấy của mình nhé, mình trồng hai bên hai cây nhá, hai bên mỗi bên một cây, tổng là hai cây. Cái đường kính ban công này nhà mình thì nó có diện tích là khoảng chiều ngang là 4 mét, hơn 4 mét gì đấy. Một bên là cây cây to này, một bên cây to bên trái này là cây tím Huế, thì còn cái cây bé bên phải là sáp pháo mình đang làm đấy. Hoa nó đang buông rủ hết xuống rồi các bạn ạ. Nó buông rủ hết xuống dưới. Hoa giấy này của mình chơi được 3 lứa. Mùa hè năm nay nó ra được 3 lứa rồi. Tức là từ cuối tháng 5 đến bây giờ là tháng 9 nhá. Bây giờ tháng 9 mùa thu rồi. Ngoài bầu trời Hà Nội nó nhìn nó không được trong xanh như kia. Đấy, các bạn ngắm đi, ngắm toàn cảnh nhá. Đấy chưa, rất là đẹp luôn. Ban công nhà chúng ta mà có một cái dàn hoa giấy như thế này thì quá là cũng phê luôn. Cũng có nhiều cái bạn chơi hoa giấy ở trên chung cư rồi, tức là các bạn chơi hoa chậu ở dưới, chơi chậu ở dưới, đặt ở dưới rệ này, chậu dưới rệ này, xong là cây cao khoảng 50 phân cho đến 1 mét thôi. Thì có nhiều cái cách chơi. Cái chậu hoa giấy như thế thì dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ làm thôi. Thế nhưng mà nó có một cái điểm không hay là đó là cái ban công này bản chất của chúng ta là để cho nó thoáng, thoáng mát, gió nó lùa vào nhà, rồi cộng với cả chúng ta ngồi chúng ta có thể view ra ngoài nữa. Thế mà nếu mà chúng ta trồng kín cây hoa ở đấy thì coi như ban công nó kín luôn, không nhìn thấy cái gì ở ngoài, mà gió nó cũng khó lùa. Cộng với cả là nhiều bạn ban công trồng nhiều cây quá, nhiều loại cây quá, cho nên là muỗi miếc các thứ rồi thì ngoài đấy đất bẩn rồi các kiểu. Này, cái ban công nhà mình nó vẫn sạch, cực sạch luôn nhá. Mình có thể ngồi ngoài đấy cà phê, uống nước rồi chơi, buổi tối chơi các kiểu ở ngoài đấy được. Đấy. Hiện tại ngoài thị trường thì có rất nhiều loại hoa giấy. Thế nhưng mà mình thì mình thích tím Huế và sáp pháo. Tím Huế thì nó có cái thân khỏe và nó bông nó ra vào mùa đông nhiều. Còn sáp pháo thì bông đẹp, cánh hoa tươi khỏe, nhìn căng đét. Đấy, các bạn nhìn cái cây tím Huế của mình ở bên tay trái này, nó vòm hết ra đây. Thế nhưng mà có một cái điểm hoa giấy tím Huế là thường mùa hè cái bông nó mới cả trồng trong ban công ý, thì nó thiếu ánh sáng thì nó hay cái bông nó hay bị bớt bớt chứ nó không tím đậm. Thế còn nếu mà nở vào mùa đông ý, thì nó tím đậm luôn, hoặc là nó có ánh sáng, ánh nắng mặt trời ý, thì nó sẽ màu nó sẽ rất là đẹp. Hôm nay mình làm cái video này quay chơi chơi để chia sẻ cái cách mà mình chăm sóc hai cái cây hoa giấy này mà nó nhiều hoa như thế này nhé, mà chơi quanh năm nhé các bạn nhé. Thứ nhất là cái hoa giấy này dễ, rất dễ chăm, dễ nuôi, dễ trồng thôi. Cho nên là ở trên ban công chung cư là phần lớn là các bạn là chỉ là những người chơi hoa chứ cũng ít người mà biết cách trồng và chăm sóc. Thế cho nên là chúng ta cứ đi mua về xong chúng ta chơi xong nó đến lúc nó hỏng thì chúng ta lại vứt, xong lại mua thì nó phí ra. Nên mình chơi cố định như thế này thì mình sẽ được lâu. Thì bởi vì cái cây hoa giấy nó cũng rất là dễ là trồng thôi.
Thì mình cứ áng chừng ví dụ như hai cái cây này của mình nó to này, nhưng mà mình trồng bằng hai cái chậu bé nên ít đất thôi. Thế thế nhưng mà mình vẫn đảm bảo cái độ cái chất, tức là dưỡng chất cho nó để phát triển và nó sinh trưởng và nó ra hoa, và ra hoa rất nhiều lần. Cái cây hoa giấy để mà ra hoa được thì nó cây nó phải khỏe. Cây nó phải khỏe thì nó mới bung hoa, khỏe và già cỗi nữa thì nó mới bung hoa. Thế nhưng hoa giấy thì các bạn hiểu là cái đặc điểm của nó là thứ nhất là nó ưa ánh sáng, ưa ánh nắng mặt trời. Nếu mà ở ngoài, cây trồng ở ngoài thì tốt lắm, hoa đẹp. Cái thứ hai nữa là nó chỉ ưa nước, không cần bón nhiều phân gì nhá. Đấy, thì cái hoa giấy mình trồng đây thì rất đơn giản, ngày mình tưới 2 lần nước, buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng thì tưới một ít, buổi chiều tưới một ít. Nếu bạn nào mà không có thời gian ấy, thì mỗi ngày bạn tưới cho 1 lần. Nếu mà tưới 1 lần thì nó sẽ bằng 2 lần tưới 2 lần, tức là số lượng nước. Thế còn nếu mà tưới 2 lần thì chia đôi ra. Thì mà đây những cái cây này của mình to thì mỗi sáng mình sẽ tưới khoảng 1 lít một chậu, chiều mình tưới khoảng 1 lít. Mà cái chậu của mình nó thoáng, tưới xong nó còn chảy xuống dưới cơ, chứ nó cũng không thẩm thấu hết đâu. Đấy. Các bạn lưu ý là chậu trồng cây hoa giấy này là ở dưới chậu là phải để lỗ to thoáng nhá, để cây nó bộ rễ nó phát triển. Chứ nếu mà nó kín mà nó đặc là nó bí mà nó tắc nước là nó hỏng hỏng cây đấy, thối rễ đấy. Thế còn ở trên cái cây ở trên thì chúng ta nuôi làm sao tay tán, xong mỗi đợt sau mỗi đợt hoa thì chúng ta cắt tỉa làm sao để cho tay tán theo cái ý mình. Đấy. Mình đã có những cái video mình chia sẻ về cái cách tạo tán, tạo thế cây bonsai ấy, cho nó rất là đẹp, cây rất là đẹp. Thì các bạn có thể tham khảo những cái đấy để biết cách làm. Thế còn nếu mà chúng ta mà cứ làm bông răm cho nó kín dày dày để ra hoa cho nó kín cho nó đẹp ấy, thì chúng ta cứ cắt lần lượt. Lúc cái cành mới ra thì chúng ta cắt, chúng ta để khoảng 1 2 mắt lá thôi nhá. 1 2 mắt lá để nó cho nó côn. Xong là từ 1 2 mắt lá đấy nó lại ra vài cái mầm cành, tay cành tiếp, thì chúng ta lại cắt tiếp, cứ mỗi lần cắt để 1 2 mắt lá. Thế xong là khoảng 3 4 lần cắt như thế thì cái răm, cái bông răm này nó sẽ dày hết. Bông răm nó sẽ dày hết thì cái cây của bạn rất là đẹp, đến lúc nó ra hoa kín đặc hoa luôn, không thấy lá đâu, đẹp tuyệt vời luôn. Thế còn trước khi như cái cây bên bên này của mình, bên phải này, tay phải mình, cây sáp pháo này, mình đang nuôi tay cho nên là mình để nó nuôi vọt ra, để nó phóng vọt ra, nuôi tay và nuôi thân. Thì cái bắt đầu cái thân nó mới to lên và cái tay, cái cành nó mới to ra, nó mới đẹp được. Thế nhưng mình cứ để nó vọt, thế nên nó vọt ở cái mức độ vừa phải mình sẽ lại cắt. Và cắt mình chỉ để khoảng 1 2 mắt lá thôi, để lại để nó bật bật cái mầm mới và cành cành mới, thì nó sau này cái cành nó mới rích rắc. Thì rắc thì sau là nó mới đẹp được cây. Đó. Nhiều người thì cũng nói là hoa giấy là khi mà nó không có ánh sáng, không có nắng thì nó không có hoa. Nhưng mà đây các bạn nhìn nhá, cái cây tím Huế này của mình bông nó vẫn mọc ra hoa, nở rất là nhiều hoa ở những cái cành ở mặt trong này, mặt trong ban công này kín. Tí nữa mình sao quay trực tiếp cho các bạn xem. Đấy. Quay lại cái chủ đề chăm chăm cho quay lại cái vấn đề là chăm cây hoa này làm sao cho nó đủ sức đủ lực để nó ra hoa. Thì ngoài cái việc tưới nước là chúng ta chỉ còn mỗi cái là bón phân lân. Các bạn mua cái phân lân mà nó có trong lân, nó có thành phần, nó có 3 thành phần ấy, đó là đạm, lân và kali, mỗi thứ một ít. Lân thì nó không sót cây, các bạn lưu ý là tuyệt đối không được bón đạm nhé. Bón đạm là cây là nó sót cây là hỏng hết rễ, bởi vì cái rễ hoa giấy này nó cũng rất là mềm. Thế cho nên là các bạn chỉ có bón lân thôi. Bón lân thì trong cái lân nó đã có 3 cái thành phần rồi, lân kali, lân đạm kali rồi. Thế cho nên là rất là tốt. Cái nữa hoa giấy nó ưa cái lân, phân lân. Mỗi lần bón phân, ví dụ như cái chậu này của mình, chậu bé này, 1 tháng mình bón khoảng 2 lần, mỗi lần mình chỉ cho bằng một cái quả táo, táo ta thôi, táo con đấy thôi, quả táo ta để bón vào đấy.
tới đây cái hộp lân nhé, các bạn nhé. Hộp lân mình cứ để vào đây để dành mỗi lần mình bón một ít. Đấy, mình cho một ít rồi. Bón trực tiếp lên luôn các bạn. Có thể là các bạn pha nước hoặc là rắc lên lại cũng được. Đấy, mình rắc lên là như vãi mì chính thôi mà. Thế thôi. Cứ một tuần, hai tuần lại cho nó một tí. Thế là nó đủ sức đánh chén. Đấy, hoa này. Ui dồi, hoa này hoa buông cả xuống rồi. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy, mình bón cho cây bên này của mình một ít nữa. Đấy nha. Hoa giấy chính vì nó ưa nước các bạn nhé, cho nên là các bạn phải tưới nước cho nó hàng ngày, nếu không nó héo đấy. Cái cây mà nếu mà bạn chỉ cần quên tưới nước 1-2 ngày thôi là cái nó héo, cái bộ rễ nó cũng sẽ trột ra. Lúc đấy cái rễ nó tổn thương thì lúc đấy mà tiếp tục nuôi lại thì nó lại sẽ không bằng cái là mình tưới định kỳ đều cho nó ăn luôn. Cứ ngày cứ một bữa hoặc hai bữa, thế là nó đủ nước vào thì cái lá nó không bị quăn, bị héo. Các bạn nhìn cái cây hoa giấy của mình, vì mình cho nó ăn, nó ít ăn cho nên là nó cằn cỗi nha các bạn nhé. Nó cằn cỗi nó mới nhiều hoa. Nhưng mà khi cái cây nó cằn thì cái lá nó sẽ không được đẹp, nó không được xanh đen. Và lá nó cứ đốm đốm vàng vàng. Nhưng mà kệ nó, cái thứ nữa là lá nó bé. Cây này thì ở trong giới chơi cây cảnh người ta hay gọi là cây hoa giấy thuần chậu. Thuần chậu tức là nó đã trồng ở trên chậu lâu năm rồi. Cây này, cây to của mình trồng trên chậu này cũng phải được 5 năm rồi. 5-6 năm gì đấy. Thế còn cái cây bé bên phải này thì mới được 1 năm thôi. Chưa được 1 năm. Đấy. Thế bây giờ mình ra mình quay sát để các bạn xem nhé. Quay sát để các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Phê mê ly luôn. Đấy. Thấy chưa? Đấy, hoa sắc pháo à. Hôm nay thời tiết ngoài trời nó không được đẹp cho nên là cái bông nó cũng không được sáng lắm. Để các bạn nhìn này, sắc pháo này, nó tươi rơi rói, còn cái bên này thì nó bạc hơn, nó bạc bạc. Đấy, thấy chưa? Đấy, mình quay cái cây sắc pháo cho các bạn nhé. Đấy, cái chậu nó cũng bé rồi các bạn. Chậu bé. Mình trồng này, mình trồng cho nó bò lên ban công hết. Đấy, các bạn nhìn thấy nó, cảnh nó vươn ra ghê. Cảnh nó vươn ra nhưng mà mình để mình nuôi tay. Cho nên là mình kệ nó, mình không cắt. Đấy, nó quay sát để cho các bạn xem hoa. Hoa rực luôn. Hoa này mỗi lứa hoa của nó phải chơi phải được 1 tháng các bạn ạ. Đây cái gốc này. Gốc cái chậu này. Chậu của mình đây. Cái chậu này của mình thì chỉ rộng khoảng 25 phân thôi. Rộng 25 phân và cao 60 nhá. Cao 60. Tại sao mình dùng chậu bé? Bởi vì cái chậu bé này để cho nó đỡ tốn diện tích, đỡ che kín cái ban công này. Đấy, đấy các bạn nhìn này, đấy. Nó mọc vọt lên này, mình cho bám lên trần. Xong là mình níu nhá. Đấy, mình dùng vít nở mình bắt, mình níu ở trên, xong mình cho nó bò theo ban công. Cái này khoảng sang năm là nó sẽ kín chỗ này. Hoa rất là đẹp. Đấy, còn đây cho các bạn xem cây tím Huế đây. Tím Huế của mình nó nở đu hết ở dưới các bạn nhá. Đây, cả ở trong lẫn ở ngoài nhá. Cả trong lẫn ngoài nắng nhá. Đấy, hoa rất là nhiều luôn. Lá lơ phơ thôi. Còn lại là toàn hoa. Đấy, hoa nó rủ cả vào trong này các bạn. Đấy, cái gốc của nó đây. Đấy, gốc này rất là to. Dưới lại có một cây mini ở dưới này.
Các bạn nhìn cái cây mini chả có lá đâu mà hoa đầy. Đây là các nụ hoa, mầm nụ hoa. Đây, nụ hoa. Đấy. Bông các kiểu. Đấy. Ngũ phúc. Đây, 5 bông. Đấy các bạn nhé, mỗi lần mình một chậu này nước, chậu con này nước thì mình tưới cho hai cây. Mỗi cây nửa chậu. Ngày 2 lần. Thế thôi. Đây, thỉnh thoảng cho ít lần. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Rất là đẹp luôn nhá. Ở trên cao ấy. Đây cho các bạn xem là đây cái phân đây, phân lân mình đây. Mình cứ mua khoảng 1 cân phân lân nhá. Mua 1 cân phân lân rồi mình để trong cái lọ này. Để trong cái lọ này xong 2-3 tuần mình cho nó một nhúm. Một nhúm nhỏ nhỏ. Đấy, như mình nói là bằng cái quả táo. Quả táo con. Đấy, các bạn nhìn này, lân nó xanh hết này. Lân màu xanh hết. Đấy. Nhưng cây thế là nó đủ sức sống và ra hoa. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải tưới nước đều. Các bạn lưu ý là thứ nhất là không được tưới nước sũng quá nhá. Thứ hai nữa là chậu là phải thoát. Thoát chậu. Ở dưới nó phải thoát nước tốt để nó không bị úng nước. Khi cây uống nước lá nó sẽ vàng và sẽ nó hỏng cây, nó không phát triển sinh trưởng được. Thế cho nên là cây phải thoát thoáng, thoát nước để nó bộ rễ nó phát triển. Khi chúng ta trồng thì chúng ta có thể là mua ít sơ dừa ấy. Sơ dừa trộn với một ít đất nó phù sa thì để nó tơi xốp, mà tơi xốp nó thoát nước được. Khi chúng ta tưới thì nó cũng thẩm, nó cũng ngấm lâu nữa. Đó. Và đặc biệt là từ ngày mình trồng cây đến giờ là mình chưa phải thay đất. Có một cách tốt nhất nữa đó là nước vo gạo nha các bạn nhé. À. Mỗi lần chúng ta nấu cơm ấy, chúng ta vo gạo, lấy nước vo gạo chúng ta tưới vào cây. Cho mỗi cây một ít. Đấy. Đấy nhá. Nước vo gạo này nhiều chất lắm đấy. Đấy nhờ. Mỗi cây cho một ít nước vo gạo vào. Hoa, cây hoa sẽ khỏe ngay, đẹp ngay các bạn ạ.